xin chào các bạn. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ nha. Thì lâu lắm rồi mình không quay lại bạn xem những con cá cảnh, chim cảnh của mình coi nó phát triển như thế nào. Thì ngày hôm nay mình sẽ cập nhật tình hình nha. Coi thử những con chim cảnh, cá cảnh của mình nó phát triển như thế nào cho bạn xem nha. Đầu tiên là những con cá bảy màu. Trời ơi, ngày nay là cái trứng nó căng tròn các bạn ơi, chắc trời bữa nó đẻ dữ lắm. Chắc mình phải chuẩn bị làm một cái hồ mới để cho nó sinh sản nha. Đó, mấy con cá trống Dumbo này kia quá quá trời, bạn thấy không, tay bơi nữa. Thì nói chung mình không có chỗ nuôi cho nên mình nuôi nó một chỗ này nó khá là lộn xộn nha các bạn. Đó, quá trời luôn không. Tiếp sau đó là cái hồ cá sấu quả tiễn nha. Thì hôm nay các bạn chưa có nhìn thấy cá sấu quả tiễn phải không, ngày nay nó bự lắm bạn ơi, đây nè. Đây mình thả mồi cho bạn coi nha. Đó, thấy ghê chưa. Trời ơi, nó dữ cả. Nó đói lắm thấy không bạn, thấy không. Đó đó, ai mà dám để cái tay xuống cái là tới chuyện đó luôn nha. Mà đặc biệt cá sấu quả tiễn này có độc nhãn nha bạn, nó không thấy đường. Đó là mình bỏ con mồi cho bạn coi nè. Nè. Đó đó, dứt dứt dứt. Trời ơi, nó dữ. Tiếp sau đó là cái hồ cá cộng đồng nha. Thì hồ cá cộng đồng thì mình sẽ thả nó ăn xuống. Đó, thì một hồi những cá này nó sẽ ra nó ăn nha. Trong đây nhiều lắm nhưng mà lục bình nhiều quá thì chắc các bạn xem không kỹ đâu. Ủa? Gì vậy? Rồi, tiếp kế đó là cái con bìm bẹp nha các bạn. Thì con bìm bẹp bữa mình mới làm chuồng hôm nay nó phát triển dữ lắm bạn ơi, nó khoái ở chỗ này lắm. Quá là rộng rãi luôn. Đó, là những con cá cảnh nó không có ăn nha bạn đó. Thì mình đã từng nói bạn rồi, cá cảnh vẫn còn nguyên si nha. Đặc biệt cái là nó ăn ốc không à. Nó tha ốc chút kia nó ăn quá trời luôn kìa. Bây giờ mình sẽ trải nghiệm cho nó ăn mồi nha bạn. Thì hôm nay mình cũng đã huấn luyện rất là nhiều lần nha. Tập nó đi săn này kia nó cũng hơi quen nha. Nè, xuống đây em. Tốt. Đó, thấy không, khôn lắm. Nè, bay vô này thấy chưa. Tới đây, tới đây. Nè, thiệt tình là ngại mới quay vậy nè, ăn đây. Đó, trời ơi. Quá đáng không? Ôi. Trời ơi. Má hả? Trời ơi. Cái đứa này sáng sớm lại hù tư giật bệnh chân à. Chợ tụi em chứ ma gì anh Tư ơi. Sao mấy đứa đi ngu vậy? Trời ơi, định bất ngờ cho anh Tư á. Anh Tư cho chim cảnh ăn hả anh Tư? Đúng rồi. Ủa trời ơi, nay anh Tư không quay clip gì mà anh Tư rảnh rỗi cho mấy chim đồ ăn nè anh Tư. Trời ơi, thì Tư đang quay clip nè. Anh Tư đang review những con cá cảnh, chim cảnh cho bạn coi. Chứ hôm nay mình không cập nhật tình hình thì các bạn cũng tò mò phải không. Thì ngày hôm nay nói chung là mấy đứa nghỉ một bữa đi. Rồi bữa khác mình sẽ làm clip tiếp nha. Bây giờ Tư sẽ review toàn bộ những cá cảnh, chim cảnh mình cho bạn coi. Trời. Bây giờ mời các bạn theo chân mình đi thôi bạn ơi. Anh Tư ơi, hả? Bây giờ tụi em lại là anh Tư đang quay clip đúng không? Thì đúng rồi, đang quay nè. Vậy anh Tư review hồ đó chưa anh Tư? Đã review thì review hết toàn bộ. Coi như là mình có nuôi con gì là mình sẽ cho bạn coi hết, bao gồm những cá cảnh, chim cảnh ở đâu cũng có là mình cho coi hết. Trời ơi, em nghĩ clip này là anh Tư sai đó anh Tư ơi. Ủa sao sai, đang review nói gì kỳ vậy? Còn là anh Tư nói clip hồ cộng đồng đó anh Tư. Anh Tư ngăn ra cho một bên là anh Tư đổ bỏ ra cho nó ăn đúng không? Đúng rồi. Còn một bên treo lục bình đúng không? Đúng rồi. Sao giờ toàn lục bình không vậy? Đúng rồi dạ. Anh nghĩ clip này anh Tư khỏi đăng đi anh Tư ơi. Đúng rồi, anh Tư đăng lên mình cười chứ. Ủa làm gì cười, bình thường ta review cá cảnh, chim cảnh mình cập nhật tình hình làm gì cười. Review là anh Tư mới review từng thấy con cá luôn nè. Toàn lục bình không mà thấy đúng cá đâu. Cha ông nhận hay chơi review có tâm ghê, chơi review cá ham mà ra quay lục bình không ai biết cá gì trong đây ra. Không phải. Cái hồ cá này là hồi bữa mình nói chung là mình cũng làm theo là các bạn rồi, mình có thể là mình làm giống vậy luôn nè. Nhưng mà cái thời gian lâu quá rồi, mình đi công chuyện nhiều quá, đám tiệc này kia tùm lum hết, với lại đứa học hành nên Tư đâu có quay clip thường xuyên đó, cho nên là nó nở nè các bạn coi nè. Với lại nước này nó cạn khá là nhiều luôn. Trời, bây giờ cá không biết nó còn hay mất tiêu. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Ý vậy nói là bữa lại chứ không có thời gian rảnh đâu cha. Đúng rồi, bữa giờ lu bu bạn ơi. Nói chung đám tiệc quá trời, lúc đám cưới nè, đám hỏi nè. Rồi mình cũng vừa có một chuyến đi về Sóc Trăng đám tiệc về nha các bạn. Nên mình quải quá trời luôn à, không có dọn dẹp mấy cái này được. Thôi thì bữa khác đi. Dạ. Mình hứa mình sẽ quay cho bạn xem thật kỹ luôn. Vậy là đi hồ khác các bạn ơi. Từ 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 ơi. Cái gì nữa? Sao anh Tư không rảnh chứ anh Tư rảnh không trời? Rảnh đồng rảnh, công chuyện quá trời, mới về hôm qua nay làm gì rảnh. Trời ơi, rồi anh Tư rảnh Tư dọn hồ lại đi anh Tư ơi. Em cũng định xây cái hồ như vậy nè anh Tư. Mà em biết nuôi được không, thấy anh Tư nuôi vậy chứ anh về em khỏi xây quá. Ủa cái hồ này là đạt lắm, em cứ xây đi, làm theo anh Tư là bảo đảm 100% đạt. Tại vì cái hồ này bữa mình đã tát một lần rồi, cá bự quá trời luôn, ngon lắm. Trời ơi, đạt thì em nuôi rồi chứ em thấy cái kiểu này là em thấy nuôi không được nè anh Tư ơi. Thấy không thấy cá đâu ra chăm sóc, dụng thức ăn nó lại nó ăn, đâu ngắm được gì đâu anh Tư. Đúng rồi cha, giờ vậy ha. Cha nó không có thời gian rảnh mà chơi, cha cho mấy cái cảnh này ăn là gia đang có thời gian rảnh đó cha. Hay là anh Tư dọn hồ đi anh Tư. Đúng rồi cha. Anh Tư quay từng con cá coi nó bự cỡ nào anh Tư ơi. Đúng rồi dạ. Dọn lại Tư làm giống vậy chứ anh Tư làm vậy các bạn nhìn thấy cá rồi anh Tư mà anh Tư quay. À ý mấy đứa nói là tát là mình review từng con cá cho nó chi tiết lõi từng con phải không? Đúng rồi, đúng rồi cha. Tất cả đều đúng.
Tại nước khỏi đây anh Tư, bảo đảm bánh cá này là sống tốt cho anh, cứ nghe lại Tư đi. Để khi khác Tư tát lên bắt cho mấy đứa con cận cảnh luôn. Trời ơi tốt vậy Tư ơi. Hồi hen lên Tư tát lên thấy con cá lọt cửa thì có anh Tư ơi. Không, tôi nghĩ anh Tư nuôi bánh cá này không nên thân á, bánh cá nó ẻo nè, anh Tư để bèo rụt bình này nè, để cho anh em mình không thấy mấy con cá rồi. Đúng rồi. Nói tới nó luôn là mấy đứa không có tin cá thì phát hiện tốt phải không? Đúng rồi cha. Thôi thì được các bạn ơi, để cái bữa review khác mình sẽ quay cho bạn xem những cái hồ cá khác nha. Thì ngày nay mình tức tem mình quá trời luôn rồi, nó không tin cái tài nuôi cá của mình, với lại cái hồ này mình đã nói nuôi đạt là đạt. Ở đây thì rất là nhiều loại cá mà bây giờ nó nói chung thì mấy cây này sao nó phát triển dữ vậy ta. Thôi thì sẵn có đứa nói phải không? Dạ. Ngày nay tôi sẽ kiểm chứng cho mấy đứa coi luôn. Thì ngày hôm nay mình sẽ cùng tem mình tổng vệ sinh cái hồ này và tát nó lên. Dạ. Bắt từng con cá vô chiên, ở phải lộn, từng con cá vô mình quay cho bạn coi coi nó bự nhỏ như thế nào và bao nhiêu loại cá đây. À? Để mấy đứa này không còn khi dễ cái tài nuôi cá của Tân nữa nha. Dạ. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị dụng cụ. Nói chung mình cá đây là mình nuôi cũng khá nhiều nha, nên mình phải cần những dụng cụ để mình chứa đựng nó. Thì thôi thì sẵn thì vậy mình tát mình sẽ phân loại ra mình nuôi nha. Chứ mình để nhiều quá thì cũng tốt. Nhằm khi cái con cá giống như cá sặc rằng là cái bên đa nè, tới cái mùa này là mùa sinh sản của nó rồi, cho nên mình sẽ tách ra để cho nó đẻ nha. Chứ nổ hồ cộng đồng này không bao giờ nó đẻ được. Nó năng luôn các bạn ơi. Rồi mình sẽ đi vào chuẩn bị để mình quay bạn xem nha. Let's go. Let's go. Hello, xin chào tất cả bạn đi kênh Anh Tư Khải TV. Ủa anh Tư ơi. Hả? Mình nói anh Tư là nói rồi các bạn là tát hồ nữa anh Tư. Chính xác. Ủa sao thì anh Tư cầm bá hào ra chi anh Tư? Cầm ra để cái này em biết rồi anh Tư ơi. Biết là nói vậy. Trời, bá hào này anh Tư cầm ra đi ép cá thiêu luôn anh Tư. Chức quốc sai rồi. Trời ơi Hiệp ơi, mày không biết rồi Hiệp ơi, mày thấy ba sao không? Ừ. Tao mày với bằng nè, là tao mày với bằng vô đây ngồi tắm mày rồi, xe chưa nắng nóng được mày rồi. Trời ơi, tao không nhận hang đỏ hai thằng bay phong phú ha. Cái thao chút xíu nè, mày vô là bể cái thao thường mẹ tao luôn á. Ba cái thao mẹ mà tát đìa này chắc chắn là bắt cá xô cho bạn xem phải không cha? Đúng rồi. Trời ơi, cái đìa này Tả Tư nói cá dữ lắm, Tả Tư nhắc lại bao nhiêu lần mới nó hiểu rồi. Trong đây là rất là nhiều loại cá. Chính vì lẽ đó mình phải chuẩn bị ba cái thao khổng lồ để tát cá ra bắt bỏ đây, review từng con cho bạn xem. Hiểu chưa? Hiểu. Kìa. Vậy nó nhỏ này nè. Trời không biết không con cá nữa mà tôi cầm thao ra nè, không có con cá nữa cái tôi cứ ỉa. Tôi nghĩ trong đó còn lục bình mà không có cá đâu. Đúng rồi, chắc nó chết rồi. Mấy đứa nói cái gì vậy? Trời nói đơn trời, em nói trong đây nhiều cá, nhiều cá nãy lớn hơn trời. Đúng đúng chính xác. Đó các bạn ơi, thì bây giờ mình sẽ tát cái đèn lên cho bạn coi nha, mời bạn theo chân mình coi thử những cá đây khổng lồ thế nào. Đi anh Tư ơi, cái gì nữa đây? Ủa mình tát về dụng cụ tát đâu, tôi cầm cái sắt gì anh Tư? Trời ơi, nay mấy bài tôi nói thiệt nha, sát ngủ gậy không răng gì, không thông minh gì hết trơn à. Thì người ta làm cái hồ chắc chắn phải có lỗ để chảy nước ra phải không cha? Đúng rồi, thì cha lấy cái cây này chọt vô để cho chảy nước ra. Trời ơi, nãy giờ sao bạn thông minh dữ ta, còn hai đứa này á có ngày bấm game không là đầu óc lú lẫn cái gì á. Cái hồ đó là mình đã từng chừa cái ống phải không, mình chọt vô cái là nước nó sẽ bắn ra, đâu cần đụng tới móng chân móng tay gì đâu mà để tát mấy đứa này khờ quá. Đi 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 theo tôi nè. Ơi Tư ơi. Hả? Chiếm cái cây này hay giờ mình review chiếm luôn đi Tư. Trời ơi Hiệp ơi, mày nhiều chuyện thế Hiệp. Hồi nãy mày kêu Tư tát hồ giờ kêu review chiếm sao được mày? Đúng rồi, hồi nãy là Tư review mấy đứa cản rồi, bây giờ kêu review nữa, thôi chuyện nó tính sao đi, bây giờ lo bắt tiền trước đi. Đó, cái hồ này là mình có chừa cái ống trên là để nó xả tràn. Trời trời, sao điếc cái lũ tai nhiều chuyện dữ vậy ta. Sâm nè, nghe Tư nè. Để tôi nói chuyện nè. Đó các bạn ơi, thì những cái hồ này là trước mình đã từng chừa cái lỗ trên là cái lỗ thoát nước phải không? Để khi mưa tràn rồi đó, nó sẽ tràn ra. Rồi sau đó muốn tát nó mình phải khiều khiều đây ra. Để mình lấy cái cây sắt mà chết chẳng chảy nước không nha. Rồi chọt ra sao nó không ra ta. Ở bạn có Tư nè, nuôi cá năm trời không thấy nước gì chơi, nước chơi hay luôn rồi. Đúng rồi, trời ơi nó đen dữ vậy. Trời nó đen mặt hơn mặt của Hiệp luôn anh Tư ơi. Giận tí tôi. Trời ơi cái điều này em nghĩ cá của tôi chết trơn hàng loạt luôn á anh Tư ơi. Trời ơi sao mấy đứa này sáng sớm cái miệng nó có duyên với ta. Hồi nãy giờ Tư nghe mấy đứa nói là cái cá chết rồi đó. Thiệt tình là nó xui xẻo không mà chưa tát mà nó chết à. Chứ nhìn màu nước là thấy hiểu rồi anh Tư ơi. Nữa cũng nữa, bây giờ mấy đứa muốn coi không hay là thôi. Coi đi giờ. Coi để em coi thử còn mấy con được. Trời ơi trời thì tức thiệt chứ. Đó bây giờ mình sẽ đứng đây mình giữ chứ để mấy con cá nó chạy ra nha các bạn. Trời con cá này không biết còn không mà chạy ra anh Tư ơi. Alo. Đến là bây giờ mấy đứa có đứng ở đây là làm ăn kia. Ở đây đây. Đây có chuyện thật còn quẩy chuẩn thiệt chứ. Em ngồi đây coi anh Tư ơi. Ủa sao nó lâu chảy cạn dữ trời vậy mà còn nhiều nước lắm ha. Trời ơi Tư gái có một xíu mà cái hồ chảy mà anh Tư chảy đâu cũng rồi. Đúng rồi thấy vậy lâu lắm á. Ok ok. Vậy hay là tám mày ra cho hai chim hai mình ăn đi mày ạ. Chứ nếu thấy nó đói kêu quá trời đó.
Rồi vậy thôi để cho anh Tư tác hồi đi, tao mày ra cho chuyên rồi. Đúng rồi, thời gian còn lâu mà. Rồi mấy đứa nhiều chuyện đi đi. Dạ, nay mấy anh Sáu đủ lông hết trơn mày ơi. Trời ơi, anh Tư nuôi con ngọn, anh Tư nuôi khéo ghê mày ơi. Hai tao mày bắt về đi mày ơi. Thôi tao để cho anh Tư nuôi thêm nha, vài bữa tao biết nói thì tao bắt về mày ơi. Ok ơi. Như mày? Dạ tao mấy con chim nào là con chim của tao, như con chim này nè mày ơi. Chim nào? Chim này nè. Chết có nữa, hẹp con này của tao nè, hẹp con này bự nhất nè. Thôi tao bắt con này mày ơi. Thôi con này của tao, con bự nhất con của tao mày ơi. Thôi mày nuôi con nhỏ đi, tao không bự cho. Con này của tao mày ơi. Thôi mày ơi, bay cả hồi cho tao lấy lại con vợ, bay lo cho ăn đi. Thôi kệ, con nào nuôi cũng được. Về cho nó ăn. Đợi con chim ăn phải cho con người ăn rồi múc vậy mày. Cho đó. Thì tao ăn quá à. Ờ nhìn mấy con chim này đã chứ trời, cháu này nó lông đầy đủ hết rồi, sao nâu. Trời, tao thấy con Hiệp cho con chim ăn vậy, tao thấy con Hiệp nuôi không được rồi bay. Trời, cái chim ăn rồi múc ra con em bé ăn mày rồi. Ê Hiệp, sao tao thấy mày nuôi ghệ được mà nuôi chim dở dữ vậy Hiệp. Trời ơi, tại con dễ mày, nó là nó bự biết đi rồi, biết ăn rồi nên dễ. Mấy chim này chăm sóc từ nhỏ có mày ơi. Mẹ con này con nè. Ôi, trời ơi, đã kìa. Mấy đứa ơi, cá quá trời nữa không? Ôi, cá lại. Ôi, Hẹp. Lại bắt vô mày chứ, chạy bỏ e, bỏ hả mày? Đúng rồi đó, chim của mày không lo gì chứ. Tại nghe cá ham quá mày ơi. Trời ơi, tao cũng ham vậy, tao cũng từ từ thôi. Trời. Cá tôi tưởng chết nó rồi chứ ai ngờ cũng còn mấy con. Trời trời ơi, mẹ mày mới ra không ra cái gì nó xui với mày. Không được nói con chết ở đây nha, nè coi nè. Trời ơi, đi nè, thấy cái chưa? Quá trời chưa? Trời ơi, nó bự nè, cái đột biến nó bự thấy chưa? Lớn dớt một bình đó kén. Ba ba từ từ đây đừng có manh động, để im đi. Nó chạy ra nước thiệt cạn hay dầu nước dớt là nó chạy lum hết trơn á. Từ từ đi. Này cha cái đề 10 năm chưa tắt. Không phải, mới có năm chứ nhiêu rồi, mấy tháng mình đã từng tắt rồi. Tại vì khi mình cho cá ăn với lại nó ăn cái cây nè các bạn. Đó nó rụng lá quá trời cho nên nó giờ rất là dễ đục nước nha, chứ không phải là mình lâu tát ngang nói vậy không đúng nha các bạn. Mình nuôi cá là mình cũng chăm sóc kỹ lắm á. Lâu cạn dữ người ta. Trời. Chăm cá sạch nặng các bạn ơi. Trời ơi gặp mình nuôi là giờ nó đẻ rồi. Ai đang nhiên tư đồ nuôi hồi con đầu không đẻ được con nào hết trơn ơi. Nè Hiệp ơi, thằng này Hiệp. Ờ sao? Oh. Ôi, rồi. Lên mà chạy ra hết đi. Ôi, cá. Trời ơi, sao cá cha chạy đây vậy đứa? Ôi, sao nó chạy đây được vậy? Ai biết từ chắc. Giờ bỏ cái thao, mấy đứa bỏ cái thao đi. Đến thao bạn. Con bạn ơi. Lê bạn ơi. Khoe mình cặp ra ngoài chứ không linh nữa. Cái mà háng. Cá la háng nữa nè. Các bạn coi cá la háng nè. Không phải. Ở la háng thấy không? À la háng này có cái đầu gù rồi bạn ơi. Thôi lấy cái đồ giật mấy đứa cầm nhẹ thôi, bỏ anh đi. Lẻ. Mấy con nhỏ là mấy đứa phải bỏ đi nghe, còn cá bự phải để chung nha mấy đứa. Thôi cá. Con này nghe cũng có huy con la háng nữa. Trời ơi, con cá này nó bự nè, cái bụng của nó nè. Cái đứa con cái sạc vậy nó bự nè. Ủa, cái sạc. Quá trời ơi, trời nó bự như cái gì vậy? Mấy bình nó bớt. Ôi, cái bình đá. Trời ơi, trời ơi. Nó nó vậy trời. Không phải đâu anh. Cái bình đá bằng ai? Bỏ đồ hồi nhỏ. Đồ, bạn ơi, là cá quá đẹp luôn rồi. Wow. Ôi, mặn tôi nuôi đạt dữ mày, giờ đấy bình đó mày ơi. Dạ, mày nó tin anh tới tài của tôi chưa? Tới rồi, tới rồi. Ôi, nhìn con cá nè. Lên màu đẹp chứ là. Bình đó là Hiệp. Ngồi ngoài. Trời ơi, mới cá hoài, hồi nãy mình chê dữ lắm hả? Ai biết đâu, bây giờ thì cũng đã. Trời ơi, con cá của tôi luôn nhôm rồi mày ơi. Tại vì đó, mấy đứa nói sao đâu chứ, cá tư là luôn mập lắm ơi. Ơi, cá hiếc thằng hai. Ôi, cá hát bữa trảm kìa. Đâu? Ủa, cá hát tới tượng. Mày hát mày. Tới tượng vô phi. Tới tượng vô phi. Bỏ hồi nè. Wow. Ê Hiệp, con cá biến Hiệp y chang mày luôn Hiệp ơi. Bữa u đu giờ ấm nhôm nhách nè Hiệp ơi. Trời ơi, nói kỹ mày. Giống mày thiệt mà. Nè, con cá này nè. Cá la hét luôn rồi. Quá trời ơi, tôi giữ cái lỗ này không cho nó ra nữa ơi. Quá nhiều luôn rồi. Hét rồi, ba con luôn. Ủa số 3, 4 la hét chứ hồi nãy chân tưởng là hồ cá không đặng nhưng mà kêu bằng hồ cá sò bằng mới đúng bây giờ. Nó rất là nhiều loại phải không? Đúng rồi, dạ, sò bằng. Loại tao mới nghe một cộng đồng. Đâu kiến rồi. Thôi nó bỏ một cái thao không, bây giờ nó nhảy ra ngang, một đứa đứng chừng ngang ngồi được. Dạ, ok, bên, để con bỏ. Quay lại được bình như để nhảy ra, tư canh đây nè. Tư tưởng nó mạnh quá. Tư tưởng nó nhỏ vậy mà, bạn nhỏ luôn rồi. Như là cái máy tạt nước. Đẻ mẫn. Giờ rõ trơn thì chảy ra. Con cái tư tưởng mà. Ủa tư ơi, em xin con cá này nha anh Tư. Chứ gì em? Giờ chiên xù ăn chứ làm gì anh Tư? Thì ra mày chọn cái chết. Trời trời, thì tớ diễn cho Tư đi trước cá cảnh rồi đồ chiên xù. Đồ. Có hiện cái đồ biết ha nè. Cái mặt có biết. Rồi trời ơi, bộ đồ nó chết vậy nó bấy luôn. Đặc biệt nè mày. Mày quần banh người ta gặp tao chủ mày tao chiên xù đâu rồi.
Mày đưa thấy mấy cá này mê rồi, trời ơi. Cái sạch ra. Cá thì tưởng nó bự nè, mấy đứa, con nó bự nè. Ờ, từ để bắt mấy cá sạch ra. Bự nó nhỏ xíu này, nó bự dữ lắm ta. Quá đã luôn, mày nhìn cái văn mặt mày em á. Ôi, cá này đi, cá này đi. Nè, đi ở đâu ra vậy? Nè, đi em tươi. Ôi, hai con luôn. Ôi, đâu có gì thi đã như vậy đâu, đâu, coi, coi, coi. Phải bao nhiêu? Cá mấy màu mà. Con ly thi, phải bà đó. Ôi, vậy đâu có gì thi đã dữ ta. Rồi, cái này em biết luôn, là anh Tư bắt nè, cái nó lộn qua đây mấy con lắm thầy. Ủa, tính lại là cái hồ này mình không có nuôi cá ly thi cá màu luôn á bạn ơi. Có, sao nó có ta? Hồi đó, lần tiên Tư thả cái ly thi cá màu anh Tư, nhưng Tư nhớ là Tư có thả cái ly đồng á Tư rồi. Ủa, nhưng mà bây giờ hồi đó là mình đã tác xử lý rồi mà sao còn cá màu nữa nè, đây nè, đây nè, nè còn cá màu luôn nè. Cái thi là để mình để. Sao nó ngộ như ta đây, điều bất ngờ luôn bạn ơi, sao phát hiện hai cái thi ở đây vậy? Thôi không? Thôi em chở anh thấy hai con anh rồi. Trời cá này đẹp dữ, trời ơi lung linh luôn nè, cá này cái gì thôi Hiệp? Đâu tưởng. Cá này tươi tươi gì nữa nè. Cá chắc cá đục uống rồi. Ủa đẹp nè. Ủa đã. Ủa điều bất ngờ các bạn ơi, thật sự mình không nuôi cá gì ở đây sao nó có ta? À, chắc là mình nghĩ những lần trước mình đã từng nuôi miếng cá này á, cho nên mình vớt không kỹ nó còn cái con lại nha các bạn đó, thì đây là điều bất ngờ nha. Được hai cái thiên này chắc mình gầy nó ra quá, trời ơi đã nè. Ủa đẹp, rồi lung linh luôn. Công nhận hơn hiện trai như mình đắc hộ có hai cái kia dành mình ép không trời. Đúng rồi, trời sao có hộ giữa ta đây được. Thôi, con này cũng bự mà anh ta. Ủa nó bự. Quá là thành công rồi, nó bự nè các bạn ơi, đã nè. Thấy chưa, mấy đứa chê Tư nữa không? Trời công nhận hồ cắt Tư quá thành công luôn mà. Ủa này quá trời ơi, ơi. Ủa văn. Bự cà nghe nó bắn cá bự nè bạn. Ơi mà Tư Tư nhớ từng nuôi hai con cá cha mà tạng đâu còn không ta? Kìa còn con trả kiểu. Ơi con cá gì đây? Cá rô. Ai cá rô, cá rô, cá rô. Cái tao tạm. Còn không? Bạn không bự không nghe, bữa đó cũng ấy bữa nay không bự không nghe. Tại vì đi vô đây nó ha, mấy con này gành ăn hết trơn rồi. Rồi. Thôi chắc mình thả chỗ khác quá. Ồ bạn nhìn coi cá quá đẹp. Ồ bạn nhìn coi cá quá đẹp. Cây tư nhờ. Đây một con cá rô, rô đồng. Cá rô đồng này chắc nó đẻ trứng rồi quá mấy đứa ơi, nó ôm nhôm nè mấy đứa ơi. Nè. Nó lâu mà nó đang sinh ốm ta. Trời 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 trời. Đây đây. Đồ. Ôi giời, cá láng lên cái đầu gù luôn. Không, em thấy đâu rồi chút nào. Nè cái đầu nè. Lên chút xíu. Ủa đã. Được. Bạn nhìn coi cá đi thi nè, bạn siêu đẹp luôn mà ơi. Có bay màu nữa, cá bay màu quá đẹp đứa ơi. Ủa cá bay màu đun bôn chết cho bà con Phake ơi. Ủa cá bay màu đun bôn nè. Dạ. Cái lao kiến chứ. Đây các bạn ơi. Cá bay màu đun bôn luôn nha bạn. Trời ơi nó lộn trong đây nè, nó lạ thiệt chứ mình không có từng nuôi luôn á. Mà chứ mà đã từng nuôi mình bắt không sạch cái gì, nó còn cá bay màu cá thi rồi trời. Bên cá bà lẹ. Cáo em rồi Tư ơi. Con cá khá là dơ để Tư dọn sạch mới được, quá trời dơ rồi. Ơi, con cá. Ở Tư sẽ lấy cái chậu sen này ra. Ôi Tư ơi. Hả? Có con cá sụt răng nó tới cái bụng nó như là có chữa quá trớn luôn anh Tư ơi. Ủa lẽ nó có trứng ta? Là bụng quá trớn. Ở đây nó có trứng rồi bạn ơi. Này nuôi Tư nuôi trong đây là mấy con cá kia nó ăn trứng hết trơn anh Tư ơi. Vậy bây giờ nuôi ở đâu? Tư làm một cái hồ riêng Tư nuôi anh Tư ơi. À chắc là cá này gần đẻ bạn ơi, chắc là mình phải nuôi riêng cho nó đẻ rồi. Mùa này là mùa đẻ của cá sặc mà. Để con xử lý cái tổ anh Tư ơi. Đúng rồi, các bạn coi cá sặc nè. Con nào lóc lóc cái bụng ở trên này chắc là nghĩ là mùa này mùa đẻ của cá sặc rồi bạn ơi. Bởi vậy mình nuôi cộng đồng nhiều quá nó cũng có cái tác hại là mình không có cho nó đẻ được nha bạn. Không sinh sản được. Rô 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 cái rô nữa nè. Cái màu. Cái màu rất cái màu luôn đi. Ôi quá trời, còn sót ở đây nha mấy đứa. Rồi, có trứng nữa nè, quá đã luôn rồi. Quá trời rồi bạn ơi. Trời ơi, vớt đi Hiệp ơi. Vậy em lấy cái vợt em với bạn Hữu vớt lại đi Phake Hiệp ơi. Vậy nó ra hết. Trời ơi, vậy là sao? Cá bảy màu ở đây nhiều quá trời bạn ơi. Có cái sợ nó bự bằng tay em luôn rồi. Bự hơn bằng tay em luôn rồi. Phake, tôi thắc mắc một điều Phake. Vậy tại sao những cá màu cá gì nó còn sót ở đây mà sao những cá săn mồi mình không ăn ta? Tại vì mấy con cá nhỏ tôi nó sót chỗ mà cá bự khó vô lắm rồi. Đúng rồi, chắc là những cái chỗ mà để lầm đạp nó không ăn được nha bạn. Chứ thường thường cá săn mồi là nó hút hết. Trời ơi, cái chậu. Cái thi đồng hả? Trời ơi, chậu ông ơi. Cái sặc nữa nè. Trời đã. Chắc mình nghĩ vậy bạn ơi, chứ cái loại săn mồi ở đây rất là nhiều luôn nha. Là nó dễ bị tấn công sao nó vẫn còn y xì bằng đây có màu nè. Trời cái màu này thấy cưng quá trời, cái bụng ốc nóc luôn bạn ơi. Thôi rồi, đây nè. Để mình vớt cho bạn coi cái bụng ốc nóc luôn nè, cái màu này nó có trứng luôn nè. Quá đã chưa? Trời bữa màu á dạt hay quá trời luôn rồi. Một em. Thế vậy vớt được mấy con Hiệp? Trời mới ra vớt luôn, phụ vớt nè. Ôi, cái gì vậy? Là phụ to vô vậy. Trời ơi, vô được thêm mấy em nữa bạn ơi.
Đó, bây giờ mình sẽ kiểm tra còn thiếu còn nào đứa ơi. Không, hết rồi anh Tư ơi. Hết chưa? Hết rồi. Mấy đứa coi vớt mà kia kỹ nha, đừng có sót lẹ kia. Mấy kia sĩ bằng hũ rồi vớt trơn anh Tư ơi. Đúng rồi nha. Hỏi Tư lẹ lẹ anh Tư ơi, miếng cá ở đây nó ngập hết nè anh Tư ơi. Vậy mày đi bơm nước hả? Bây giờ dọn hồ. Mình sẽ vệ sinh cái hồ sạch sẽ các bạn để mình cho nước mới vô nha. Thì mình kiểm tra hết rồi. Thì toàn bộ những cá mình thì thấy còn y xì, không có thiếu hụt. Nhưng mà điều ngạc nhiên mình phát hiện được mấy cá bên màu cái thia, trời ơi mình rất bất ngờ luôn bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ rửa sạch sẽ nha. Wow. Rồi, bơm cho nó sạch sẽ rồi hết. Còn cái dơ này quá trời luôn. Thôi rồi anh tôi bơm nước ra đây này, cho em tắt trước anh Tư rồi. Trời ơi. Mày nghĩ sao kìa, cái nước này hen hỏi bơm đầy lên á lại vô hại đen lùi luôn, mày vô mày tắm hen lều hành người da đen luôn kìa. Đúng rồi, đã đen rồi rồi tắm nước này nữa. Không, cái suốt là anh Tư phải cho mấy chặn ra hết nên mới đầy nước lên cho em tắm với Tư. Nhưng mà nó cũng sạch được nữa, thôi để bữa nào đi hồ bơi đi em ơi. Đúng rồi, cái hồ bơi tắm đã luôn kìa. Đúng rồi, cái hồ này thì theo cũng có cá mình tắm cũng ngon nha. Để hỏi nghe nè, sao tới nãy tới lúc bắt cá mình chịu hóng đây, giờ tới lúc anh Tư dội nước nó chạy đây mày. Đúng rồi, cái chỗ nào sung sướng là lại à. Thịt cái siêu đó. Ấy, ẩu rồi đó. Đó các bạn ơi, thì thành quả ngày hôm nay mình thu được những con cá gì và bao nhiêu con mình quay cho bạn xem nha. Đây, thứ nhất là cái hộp cá này á, bạn thấy không? Trời ơi, toàn những con cá độc lạ Bình Dương không à. Cá li thi nè, còn cá bảy màu nè, rồi có phi nè, tép bên đa nè, thì cá la hán nè, tay tượng châu phi, cá rô, cá sặc, cá cha, nói chung là rất là nhiều loại các bạn ơi, tại vì cộng đồng mà nó phải bao gồm rất là nhiều loại luôn nha. Nhưng mà một điều bất ngờ hơn nữa thì tại sao những cái thi cá bảy màu thì thật sự mình không có thả nha các bạn. Thì chắc tụi nó không đúng hồi đó mình đã từng nuôi cái thi cá bảy màu con nha, thì chắc mình nghĩ sót đâu những con nhỏ nhỏ lại thì mình không để ý, lâu ngày nó phát triển thành bự khổng lồ thế này các bạn ơi, đó rất là bất ngờ luôn. Và cái hồ thứ hai là có hai con cá này là các bạn đã từng theo dõi mấy anh em là và biết rồi, thì hai con này là mình đã câu những cái hồ quang với cái hồ ngoài chút mà đê kia nha bạn, thì nó có những con cá đột biến nè, này nó khá là bự luôn nè. Hồi đó là cá biến, bây giờ thành cá điêu hồng anh Tư ơi. Đúng rồi giời. Sao điêu hồng nó đột biến mà? Hồng nè, cái điêu hồng có gì thì nữa. Thì nói chung là mình đặt tên nó đột biến rồi thì nó không thay đổi nha, nó sẽ mang nó tên nó suốt đời. Rồi thì ở đây nó có hai cá đột biến với lại ba con cá này là cá quỳ nhiều của ta. Cá lâu kiến nha bạn. Và ba cá khổng lồ hơn nữa là ba cá thể tượng. Thấy nó bự ghê không? Hồi bữa mình nuôi nó nhỏ xíu à, mà không ngờ vô đây nó phát triển quá trời bằng cái nó bự khổng lồ luôn. Thưa ơi, em nghĩ anh Tư thả mét cái gì mốt lớn anh Tư, anh Tư câu lên. Còn chứ anh Tư thả đây mốt nè, mấy cá nhỏ anh Tư ơi. Thì mày bậy thì bậy, mấy cái này giờ cho anh em mình về nhà chứ xù quá rồi. Sai rồi, mấy cá anh Tư thật sự Tư không nuôi thôi. Nếu mà anh Tư nuôi cảnh không bao giờ anh Tư ăn mấy đứa, đừng có nghĩ bậy bạ nha. Có thì bây giờ tốt hơn là mấy đứa sẽ nghiên cứu phụ anh Tư thả những con cá nào lại và những cá nào mình có thể tách riêng ra, chứ đừng có nghĩ bậy bạ chuyện ăn uống. Dạ cha, công nhận bữa nay nó thiệt, con bất ngờ lắm cha, tán hồ nhỏ vậy thôi nhưng mà nhiều cá hơn cha. Đúng rồi. Còn mấy con cá cha, con thấy cái con cá này là gì xin nước biển này cha. À cá này cá, hồi đó mình đã từng nuôi cách đây năm rồi bác ơi. Đúng rồi cha. Cá này là cá sặc rằn các bạn, mà sao cái bụng nó no tròn, người ta chắc nó có trứng rồi. Nó có trứng rồi cha, nên con biết, con nghĩ là cha nên thả riêng để mình nuôi nó cho đẹp cha, chứ thả chung mấy này mấy con bự ăn hết trứng con giờ ơi. Đúng rồi, cha cũng từng nghĩ như vậy đó. Thôi thì bây giờ thì mình sẽ gầy ra nha, mình sẽ tách ra những con cá nào mình có thể nuôi riêng và nuôi chung nha. Thì theo anh Tư nghĩ vậy được không? Ba con cá này có thể nuôi lại cái hồ cộng đồng nè. Tại vì nó là cái loài săn mồi phải không? Dạ. Đó, mình sẽ thả lại cái hồ cộng đồng đi. Ok. Đây, mình vớt cho bạn coi nè. Trời ơi, nó cưng quá trời luôn nè. Thả về nha. Đó, bự đã. Đây hai con nữa nè bạn ơi. Trời ơi, nó bự nè. Quá quá bự luôn nha. Quá đã luôn. Hai con nữa nè. Bự đã. Cá này hơi nhỏ hai cái kia nha bạn, nhưng mà cũng khá là bự rồi nha. Đó, đó. Dạ. Trời. Nhỏ mấy con cá này mạnh thiệt luôn cha. Đúng rồi. Bây giờ em thả mấy con cá đầu kiếm luôn cho nó ăn rong anh Tư. Được, cá đầu kiếm là không có săn mồi phải không? Đúng rồi anh Tư. Ôi đã nè. Ủa quá đã luôn, rồi tiếp theo nữa mình xả thả hai con cá này nữa hả bác kia? Ăn cá đột biến. Mà thật ra cái hồng các bạn, nó tôi đặt tên đột biến thôi. Không, hồi bữa là mình đã câu nó lạ lắm nha bạn. Nó nửa phi nửa điều hồng cho nên mình mới kêu đột biến nha. Nhưng mà bây giờ nó vẫn còn đột biến thiệt đó, các bạn thấy không? Cái bụng nó vẫn còn đen đen nè. Là con mắt nó nè, nó không đột biến sao con mắt nó, mấy đứa coi nè, đó. Nó đột biến rõ ràng, đừng có cãi anh Tư. Ủa, nó đã. Bời, tôi thấy cái này đẹp không hả? Nào đẹp? Cái hồn tôi giờ thấy đẹp không? Quá đẹp luôn. Thì đó nè anh Tư, khỏi để bèo đi anh Tư ơi, thôi để khỏi để lục bệnh, anh Tư để lục bệnh vô anh Tư khỏi thấy mấy con cá rồi luôn á. Đúng rồi dạ. Anh Tư ơi, để vậy anh Tư sợ nó nhảy ra quá à. Không nhảy đâu anh Tư ơi. Dạ mấy con này để thả nó tiếp hả anh Tư? Mấy con cá này hả? Thôi đã, hậu kiếp đi Tư ơi. Thả nó tiếp đi.
Cái này á là theo lẽ là mình phải nuôi hồ kiến nha các bạn, nhưng mà thật sự mấy hồ kiến của mình á nó hư hết trơn rồi, thôi để bữa nào mình tu sửa lại mình sẽ thả hồ kiến nha. Thì tạm thời bây giờ sẽ thả ra chỗ cũ đi. Ok. Để bắt gì mà tào lao một đống vậy nè, nó nhảy từ lưng rớt sao bốc lận con thôi. Trời cá mà nó bắt cái cá thịt á. Xác cá mà anh Tư ơi, đụng lên cá đâu dám nhảy từ. Trời ghê chưa? Trời dạ. Ở cái cá kia mà có nó bơi kìa. Anh ơi còn hai con cá xa lục biến nè. Đó thì tiếp theo nữa cái hồ này á, thì bây giờ anh Tư biết thả đâu nữa, mấy cá cha này nè. Thôi cha không biết luôn rồi trời. Thả đâu? Mấy cái cha này á, cha nó muốn mau lớn phải không cha? Đúng rồi, mình nuôi phải cần cái mau lớn chứ. Chỉ có một cách, thả vô ao cầu thôi cha. What? Chi vậy? Để nó ăn xít con nè, xít con rất là béo. Xít là con lớn. Thật là quải chuồng các bạn. Cá này là con cá cảnh, không phải là con cá cái dồ. Anh Tư ơi, nghĩ có mày anh Tư thả hồ cá bé màu, anh Tư cá bé màu đâu có săn mồi đâu, nên thả con này vô được hả anh Tư ơi? Đúng đúng, mà kè nói đúng á, tự nhiên trái ô cầu vậy bà. Ôi, còn mấy con cá rô bỏ quảnh này nó quất hết mấy con kia luôn anh Tư ơi. Đúng rồi, mình sẽ thả cá dồ xuống đây, không phải. Cá dồ thả xuống đây nha bạn. Dồ. Đó. Để em phụ khả với anh Tư ơi. Dạ. Đây các bạn ơi, cá mà tạng như bạn mà nó hơi lâu lớn tí nha, nhưng mà nó cũng vẫn phát triển tốt. Bây giờ sẽ thả xuống đây. Chắc mình nghĩ mấy con cá săn mồi bự quá, nó dành mồi cho rồi vô đây vài bữa nó sẽ ăn mồi nó bự nha. Đó. Con thứ hai mà con này bự hơn con kia của anh Tư nhiều. Đó, quá đã Phạc Ke ơi. Rồi, thì mấy cá bay màu mình thả lại cái chỗ nó luôn được không Hiệp ơi? Ủa còn cát manda anh Tư? Cá manda mình hãy nuôi liên. Đó, cá bay màu nè, mình sẽ để xuống đây nha các bạn. Xuống đó. Cái đây là thường hợp cũng... Không, cái bê đa này là loại săn mồi hay là giống như... Săn mồi luôn hả? Mà Tư cho ăn hàng lại, cho ăn hàng lại Tư ơi. Thôi, bây giờ theo anh Tư nghĩ thả chung cá bê màu được không ta? Được, cái mỏi nó rồi, xíu rồi, anh Tư nó ăn đâu lại rồi, anh Tư nó ăn không bự, nó ăn không có được con cá bê màu anh Tư ơi. Ủa là sao vậy? Không hiểu luôn á. Nói tôi thôi lùi làm cá là thả được hay không? Được, tại cái bị liệu anh Tư ơi. Vài bữa mà cá bê màu nó còn có mấy con là tới chuyện với Tư nha. Không biết, cái này tại Tư thả, Tư phải chăm sóc nó. Anh Tư phải cho ăn thức ăn đầy đủ. Nó không thả nhảy luôn rồi. Thả nhảy luôn rồi rồi. Đó đó, nó vô đây nè bạn ơi. Rồi hãng đô luôn rồi Tư ơi. Không, cá rô là mình phải nuôi riêng nha bạn. Cá rô là nuôi chung cá sấu á. Cá sấu... Bà Tiễn. Không phải cá sấu Bà Tiễn, cá sấu này nè. Cá sấu này à. Ai biết sao các bạn coi nè. Cá rô cá sặc mình đã từng nuôi nè, bạn coi cá sặc nè. Nó đẻ đây nè, đẻ trứng nè, nó có bọt, bạn coi cái bọt nè. Thấy chưa? Nó có bọt là chứng tỏ là con cá sấu Bà Tiễn này á là nó không ăn cá sô sặc được, tại vì những con cá kia nó quá lành đi. Cho nên cá sấu này nó dí không lại, với lại đột nó có một mắt nè. Để cho nên quyết định thả những cá này vô đây. Em thả coi xe cái sạc còn biến nha anh Tư. Không phải, cái sạc còn biến là mình phải gầy để riêng. Ủa vậy cái này kia? Vậy với cái này kia? Không phải, với cái sạc này nè, cái sạc thường này nè. Cái sạc thường cái luôn đó các bạn. Rồi, ăn cá rồi anh Tư. Cá đồng này thả đây đi. Dục nhái mỏ luôn chứ đúng quá. Không ăn kịp đâu. Mất rồi một con. Không có đâu, đang gì kịp. Nói chung là những con cá bảy chầu với cá này à, cái thuộc cái loại thiên nhiên nha các bạn, cho nên mình thả về cái hồ này. Mà cá sấu Bà Tiễn này nó chậm, nó không có ăn được đâu. Tại vì mình đã từng nuôi rồi thì cá sặc vô đây nó đẻ tốt nha bạn. Nó đang có đẻ bọt luôn kìa. Đó, nó đang đẻ trứng luôn á. Rồi hai cái này được không à? Không có, cái sặc rằng là tụi em để điên, cái sặc quay xanh là em để điên nha. Để cặp có quay xanh lại. Đây là cá đồng nè. Cá đồng này nó có một ruồi nha các bạn. Với lại cái màu nó hơi đen. Ủa cá này là cá gì đấy? Cà phê. Cà phê. Phải. Này phải cà phê đúng không Tử? Cà phê gì á? Dạ. Cà phê đâu hết con dạ. Hai con đây mà nãy có hai con nè. Con này nè. Có gì nó có nhảy vô mày không? Phải đâu rồi, có nhảy không hả? Đâu rồi. Cái nãy hai con rõ ràng luôn, nãy là chưa bắt ra đâu luôn á. Nãy hai con nó rèm luôn anh Tư ơi. Cái này không được rồi. Có chị anh Tư dục lỗi với trọc rồi đó. Không có, đã nãy giờ anh Tư bắt cái sặc không à, mấy đứa bậy quả không à. Xong. Kiểu này tới công chuyện luôn. Hay là luộc lỗi trong bộ lục bình này anh Tư ơi. Đi kiểm tra Phạc Ke, xẹt cái tay ra coi. Xẹt tay coi. Trời ơi, ổng bắt kêu bỏ cái tay ông này thiệt chứ. Đã bắt cá ta chi ông? Thì thấy đó, nó đẹp cái lại nó bơi vòng vòng cái tay em hoài em mưng rớt luôn thôi. Năm năm. Cái gì gầy cái gì hả? Không, ông gầy đã bắt hai con rồi. Thôi nói chứ Tư, để Tư gầy ra đó là cá đẹp đó bạn ơi. Cá đẹp dữ các bạn. Ồ cá này cá phi nè. Đó. Quá trời đẹp luôn bạn ơi. Đây đây luôn. Sạc mini nè. Thôi, cái sạc này mà anh Tư nuôi bạn ơi, cái sạc này gặp mình văng lưới là chiên giòn ăn hết sảy rồi. Bởi vậy mới nói là mấy đứa không có đam mê cá cảnh gì trơn á, cá cảnh là con gì cũng làm cảnh được trơn á. Hồi đó mình đã từng nuôi cá phi nè, cá rô nè, nói chung là rất là nhiều loại cá đồng mình chẳng làm cá cảnh được nha bạn. Không nhất thiết phải mua cá cảnh cho tốn tiền nha. Mấy này rồi. Mấy cái hồ dịch vụ của bạn nhìn kìa. Nè tính cá. Rồi bạn coi gom lại chỗ mà nước trong thiệt đẹp luôn nè mình ơi. Mấy cái hồ dịch vụ vậy anh Tư. Đúng rồi. Đó thì hai cá sặc quay xanh này bây giờ mình sẽ cho nước vô cái thùng này để mình ép cặp nha các bạn. Tại vì cái mùa này là cái mùa cá sặc nó đẻ rồi, cho nên mình sẽ để đây mình để bèo vô cho nó đẻ.
cái nước này cái nước quen thuộc của nó nha, đó thì mình sẽ lấy những cái bèo quên đó, đó thì bây giờ mình sẽ bỏ cái bèo vô ngang để cho nó có cái chỗ để nó kết bọt nha bạn. Thôi bây giờ mình sẽ bắt hai cá sặc quay sang cho trời. Đó, mấy cá sặc này đẹp thiệt không tôi ơi. Bạn coi nào quá đẹp luôn, hồi bữa mình đó mua nay cách nha, cả năm mình không nhớ giá nó nhiêu nữa, thật sự mình quên luôn rồi. 20.000 con tôi ơi. Mà nó từng đẻ rồi luôn rồi đó, đẻ quá trời luôn, mẹ mình tưởng đâu con gì, mẹ mình đổ cái thùng nước ra, trời ơi, mấy cái con trôi đi uổng quá trời luôn ạ. Giờ mình sẽ để đây nha. Đó. Rồi. Quá đã luôn. Rồi cha, con nghĩ là đợt này mà cha nuôi cẩn thận lại bao đẻ để mấy cái sặc là bao đẹp muốn giờ rồi. Mà tôi này tôi gãy tôi bán, phải lộ tôi cho phanh luôn từ rồi. Bây giờ tôi kêu hồ sen để cổng đây rồi. Bây giờ là cái hồ này các bạn coi nè, mình đã thả những con cá này trở lại cho bạn thì nước khá là trong khá là đẹp luôn, nhưng mà có cái con cá thì nhát. Tại vì bạn biết sao con cá nó phải cần cái chỗ trú ẩn. Bây giờ theo tôi nghĩ vậy được không? Bây giờ tôi sẽ thả bèo giống như kia kìa. Không bỏ lục bình nó nở mau quá vậy đúng rồi da mình sẽ cây mình ngăn lại, hiểu chưa? Còn cho những cái chú ẩn trong đó, còn cái chỗ trống đó mình sẽ để khi cá ra ăn mình sẽ thấy nha. Rồi nói sẽ làm liền. Ở nếu phụ giúp mẹ dưỡng tư lên tư sẽ lấy cây nha. Giờ mình sẽ thả bèo vô nha các bạn. Bèo này thể làm mọi cái tượng ăn luôn đó rồi, được không? Được chứ, cả cãi gì nào chú lòng đem đi lên, tôi thấy người ta nuôi bèo là đem vô, đem lên cái người ta nói là ăn này nuôi cá tự tượng nó đứa rồi, đem ra luôn đó rồi. Đúng rồi, cá tự tượng thì nó ăn rau nhiều lắm nha bạn, cho nên là mình sẽ thả bèo để mình làm thức ăn đó luôn. Rồi, như thế này mình sẽ bơm lên khoảng độ tầm rừng đầy mình sản lưng lại nha bạn. Thôi các bạn ơi, thì ngày hôm nay các bạn xem mãn nhãn rồi chứ, thì cái hồ của mình các bạn thấy không, phát triển luôn tốt luôn. Thì nếu bạn có điều kiện có thể xây hồ giống mình đi, nuôi rất là đạt luôn, chúng ta không cần tốn kém chi phí nhiều để mình làm cái hồ kiến này kia, bạn nuôi lâu ngày nó cũng bị rỉ nước nè. Còn cái hồ này các bạn thấy không, cá phát triển luôn tốt luôn, với lại không có mất con nào hết trơn à. Rồi, hai đứa ý kiến gì không? Trời ơi, chắc này em về em kêu mẹ em làm hồ để nuôi luôn rồi, chứ thấy đạt lắm tớ. Đạt không? Đạt. Hết chê phải không? Trời ơi, hết chê rồi. Hồi đầu là nó chê cá mình ngủm, bây giờ các bạn thấy không, không có mất con nào, với lại mình rất là ngạc nhiên luôn, tại vì hai cá đi thi với lại cái cá này mà mình không nuôi nha bạn, thật sự mình không nuôi luôn nha. Thì đây là điều bất ngờ thôi, thì chắc mình nghĩ là chứ mình đã từng nuôi rồi, các con nó còn sót lại nên nó phát triển tốt như thế này nha bạn. Thì mình cũng xin cái dừng clip ở tại đây, nếu bạn thấy video hay cho mình một like, một ký, một chia sẻ. Mình xin hẹn lại bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye, tạm biệt các bạn. Bye bye.